Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn à, Sài Gòn trưa hôm nay ngày 13 tháng 7 năm 2022 à, và trước mặt anh chị và các bạn đó là con đường Nguyễn Thái Học, và chúng ta đang từ trên cầu Ông Lãnh đi xuống con đường Nguyễn Thái Học ở khu chợ Cồn Muối nè à, và trưa hôm nay thì em có việc đi qua khu chợ Bàn Cờ à, rồi sẵn tiện nhớ anh chị đi lòng vòng khu chợ Bàn Cờ để xem hôm nay khu chợ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào ha. Lâu rồi mà không có quay lại khu chợ Bàn Cờ từ khi dịch bệnh tới bây giờ. Thì chợ thì tập trung vào buổi sáng, buổi trưa thì dọn chợ, buổi chiều thì bắt đầu có những hàng quán ăn uống dọn ra, đặc biệt những quán ốc, những quán vặt, những quán nhậu, và có một quán rất là ngon mà rất đặc biệt đó là quán trứng lộn ngay góc đường Bàn Cờ và Nguyễn Đình Chiểu, rất là đặc biệt ha. Bữa nào anh chị có đi ngang mình thử, bán ngay ngã tư thôi chứ không có địa chỉ gì hết. Rồi chúng ta xuống đây là giao lộ Trần Hưng Đạo nè, mình sẽ quẹo trái nè. Hôm nay thì trời không có mưa nhưng mà hôm nay gió rất là mạnh nè. Không mưa thì trời sẽ nắng. Hôm qua thì thời tiết dịu mát, hôm nay thì nắng quá nhưng mà không sao, nắng cũng được, mưa cũng được, có nắng có mưa có gió thì nó mới ôn hòa được. Nắng quá cũng không được ha, mưa quá cũng không được ha. Rồi chúng ta quẹo con đường Hưng Đạo nè, bên cạnh phải là khu rạp rạp công nhân, ngày xưa là rạp Nguyễn Văn Hảo đó. Rồi quẹo qua phố Tây đi. Trước khi đi qua Bàn Cờ thì em có việc ghé hãng iShop Việt Nam. Rồi mới qua Bàn Cờ. Đi một vòng Sài Gòn để anh chị thấy được cuộc sống ở Sài Gòn vào buổi trưa như thế nào. Có khi đi buổi chiều thì chị thấy buổi chiều nó như thế nào, rồi mình cảm nhận được buổi trưa và buổi chiều nó khác nhau như thế nào ha. Đây là phố Tây buổi tối rất là nhộn nhịp với rất nhiều ánh đèn, nhưng ban ngày thì chị thấy nhìn không ra ha, nhà nào cũng đóng cửa, mấy quán bar thì đóng cửa, chỉ có mở cửa buổi tối thôi. Ở đây người ta thuê mặt bằng nhưng mà sử dụng chỉ có vài tiếng một ngày thôi, ban ngày thì đóng cửa bảo trì để chuẩn bị cho ban đêm. Ban đêm chơi từ 6-7 giờ, có thể 5 giờ chiều, 6 giờ chiều bắt đầu mở cửa cho tới 1-2 giờ đêm, có hàng quán thì tới sáng luôn. Họ có rất là nhiều quán bar đang xây dựng ha, đang sửa chữa. Ở đây sửa chữa thay đổi, đổi mới mỗi ngày, liên tục thay đổi. Vào Đỗ Văn Đẩu nè. Khu Đỗ Văn Đẩu này thì rất là nhiều người Tây da đen. Ôi, có bánh nghe tiếng rau
rất là Sài Gòn luôn á, rất là Việt Nam luôn. Hồi đó thì người ta rau không có bằng máy như bây giờ, cứ đi vô xóm hẻm là bắt đầu la lên rau, bắt đầu có những tiếng rau. Bây giờ thì máy rồi, xài loa rồi, ghi âm một lần thôi ha, nó rau hoài luôn. Xóm hẻm trên con đường Bùi Thị Xuân, rồi mình sẽ đi thông ra Nguyễn Thị Minh Khai. Khu này ngày xưa bán máy tính nhiều lắm đó. Nhưng mà bây giờ thì ít rồi, còn có vài cửa hàng đó, không có cái gì mà còn mãi mãi hết. Ta nhìn xa xa bên cánh trái là trường Nguyễn Bá Tồng ngày xưa, ngày nay là trường Bùi Thị Xuân, ngày nay xây lên mới nè, rất là đẹp ha. Nhưng mà xây lớn lên nhưng mà cái không gian cũng hẹp lại. Ngày xưa thì còn có không gian sân trường lớn, bây giờ thì thu hẹp lại nè. Hồi xưa xây hình chữ chữ khẩu, còn bây giờ thì xây hình chữ O luôn. Xung quanh là các tòa nhà, các phòng học. Rồi chúng ta đi ngang nhà của chị Mai đây. Khu vực rất là thân thuộc. Và ngày nay đã xây lên lại rồi. Quán chị Tú ở số 2 bit. Hãng ASOS nằm ở 175 Nguyễn Thị Minh Khai, là trong cái khu hẻm này nè, ở đầu đường đây nè, đầu hẻm đây nè. Rồi em có việc rồi, chút xíu nữa chúng ta lại tiếp tục nha. Dạ, cảm ơn con. Rồi, chúng ta đi tiếp tục nha. Hướng này là ra Nguyễn Thị Minh Khai nè, bên kia là Nguyễn Thượng Hiền. Chỗ đầu hẻm này có quán bún bò cũng ngon. Bây giờ mình bắt đầu đi qua bàn cờ đây. Coi như cái clip này là cho nên chị thấy từ quận nhất đi qua quận 3, khu chợ Bàn Cờ thì nó như thế nào ha. Mà mình không có đi chợ Bàn Cờ thì nó cũng rất là lớn, rất là rộng, rất nhiều con đường đang xen vào nhau. Nhưng mà mình đi từ cái hẻm bánh mì lão Mã ha. Hẻm bánh mì lão Mã, bánh mì chảo đó. Đi vô qua bên kia là vô khu chợ, cái hẻm bán đồ sida đó, quá trời đồ. Gió quá trời gió, biết gió quá âm thanh nó có bị ồ. Xem cái clip này vào cái lúc mà trưa hè nắng gắt và trời dịu mát, trong một cái khung cảnh nó sáng, nó rộng, thì chúng ta sẽ thấy được cái cảm nhận được cái
khung cảnh ở Sài Gòn nó như thế nào ha. Gió thổi vi vu, rồi nắng thì có lúc thì gắt, có lúc thì dịu nhẹ. Ở đây mình quẹo phải con đường Cao Thắng nè. Con đường Cao Thắng về đêm cũng rất là nhộn nhịp, bởi con đường này có nhiều hàng quán và có mấy rạp chiếu phim luôn. Ở bên cánh trái chúng ta ngay chỗ ngã ba Trần Quý Cáp cũng như là Võ Văn Tần ngày nay thì có cái rạp phim đó, mà ngày nay là cũng là rạp phim nhưng mà một cái tòa nhà nó nhiều quán ăn. Đó, rạp phim ngày xưa nè, ngày nay xây lên lại rồi ha, rất là lớn luôn á. Rồi chúng ta tiếp tục đi tới một tí nữa thì có rạp Đại Đồng, rạp Đại Đồng ngày nay là nhà hát kịch Sài Gòn, ở đó hay chiếu kịch ma, mà giờ chỗ đó cũng đóng cửa rồi. Ta qua giao lộ này là mình sẽ quẹo trái, quẹo trái ở hẻm 51. Ở đây là giao lộ Phan Đình Phùng cũng như là Nguyễn Đình Chiểu ngày nay nha. Sẽ quẹo trái hẻm 51 rồi. Đầu hẻm có bánh mì Hòa Mã, em nói Lão Mã là nhầm rồi. Đây có tòa nhà đang xây ồn quá ha. Hẻm này bán quần áo, bán đồ sida nhiều lắm. Kia là con hẻm 51 luôn, 51 Cao Thắng luôn á, lấn vào bên tới đây luôn á. Hẻm này bán quá trời đồ sida nè, đồ mới cũng có, nó tha hồ lửa luôn. Xưa khi mà đồ ngoại hiếm thì những món đồ này ngày xưa rất là quý, nhưng mà bây giờ thì đại trà rồi nên thành ra đồ này bây giờ người ta cũng sưu tầm thôi, thích thôi. Mình đi phía sau đầu chợ nè, trong đây vô đây là nhà lòng chợ luôn, trong đây nè.
ra kia là Nguyễn Thiện Thuật. Giờ qua vô hẻm này đi. Tại em có việc ở hẻm 242 242 Nguyễn Thiện Thuật. Lòng vòng đây cũng ra được. Ở đây địa chỉ là con đường Cao Thắng nha. Hẻm 51 xuyệt mấy đường Cao Thắng á. Các con hẻm ở đây thì thông với nhau hết trơn, nó đang xen với nhau thành hình bàn cờ. Đi qua khu xóm hẻm tiếp tục. Hẻm này dài ghê chưa? Đi ngang khu xóm nghe cái mùi nhớ ngày xưa ghê á. Mùi lò xô á chị nhớ. Lò xô nấu bằng dầu hôi á. Có việc một chút rồi mình sẽ đi tiếp một đoạn nữa ha. Rồi chúng ta tiếp tục một đoạn nữa ha. Mình đang ở trong hẻm 242 xuyệt 21 đường Nguyễn Thiện Thuật. Địa chỉ theo đường Nguyễn Thiện Thuật ha. Nãy giờ đi bên kia là đường theo địa chỉ của đường Cao Thắng không à. Cái địa chỉ đường Cao Thắng rộng ghê á, dài ghê á. Cho thấy ngày xưa ở đây là mới, còn theo địa chỉ bên kia là cũ ha. Quẹo đi hẻm 242 nè. Hẻm này thông ra đường bàn cờ. Rồi thông ra Cao Thắng luôn cũng được. Chợ thì sau khi dọn chợ thì chúng ta thấy nước nó động lại. Đấy, tới đó giới của ta. Hơi là hôi. Vô hẻm 81 ha. Chợ buổi sáng bày bán quá trời, sau khi tới giờ là gọn hết, đồ đạc vô nhà hết, không thấy đâu hết ha. Buổi sáng là không có đường đi luôn á.
tục mình đi vô những khu hẻm nhỏ nhỏ đó giờ chưa đi, bây giờ mình bắt đầu đi khám phá. Đây là hẻm 174 xuyệt 80 mấy, 81, 174 xuyệt 81 đường Nguyễn Thiện Thuật. Các con hẻm ở đây thì không có sợ bị lạc ha, nó cứ đan xen với nhau. Bên kia là như hẻm cục, đây, chúng ta quẹo đây. Ở trong khu chợ Bàn Cờ này thì cũng có tiệm bánh mì cũng rất là ngon. Buổi sáng người ta mua, người ta xếp hàng chờ, đông ơi là đông. Lớn ghê chưa, mình đi nãy giờ nhưng mà chưa có hết đâu ha. Nhưng mà thôi, hôm nay lòng vòng bấy nhiêu được anh chị, hy vọng thông qua những hình ảnh này thì mình thấy được cái khu chợ Bàn Cờ ngày hôm nay nó như thế nào ha. Qua bên kia là khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật, chung cư cũng rất là lâu năm, chung cư có 3 tầng rất là lớn luôn ha, rất là nhiều lô. Và chúng ta ra đây là đường Nguyễn Thiện Thuật đi hướng về Nguyễn Thị Minh Khai. Rồi chắc video clip hôm nay thời lượng khá là dài. Hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo. Một lần nữa chúc cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Một lần nữa cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.